lượng khách tăng gấp 3, dịch vụ xích lô nở rộ dịp lễ mùng 2 tháng 9. Cơ hội việc làm của ngành học hot nhất nhì năm 2024. Doanh nghiệp cam kết trả nợ lương cho người lao động. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 3 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vườn thú Hà Nội ở Ba Đình, Hà Nội luôn chật kín người tới tham quan, ước tính đạt khoảng hơn 90.000 lượt khách. Vườn thú mở cửa xuyên lễ từ 8 đến 18 giờ hàng ngày, với giá vé dành cho người lớn là 50.000 đồng và trẻ em là 30.000 đồng. Lượng khách đổ về di tích lịch sử địa đạo Vĩnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tăng đột biến vào những ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo Ban Quản lý Di tích, so với cùng kỳ năm trước, số lượng khách tham quan năm nay tăng, đặc biệt là rất đông các em nhỏ, thanh thiếu niên hào hứng đến tìm hiểu về di tích lịch sử. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, Hà Nội thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Nhu cầu sử dụng dịch vụ xích lô tăng cao, trở thành một hoạt động đáng trải nghiệm với du khách. Theo nhiều người lái xích lô, lượng khách ngày lễ tăng gấp 3 lần, khiến thu nhập của họ được cải thiện đáng kể. Mùa tuyển sinh năm 2024, thí sinh đạt 9 điểm một môn vẫn khó đỗ nhóm ngành học truyền thông tại nhiều cơ sở giáo dục đại học. Đây được đánh giá là nhóm ngành tiềm năng với cơ hội việc làm rộng mở. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Chúng ta đang sống trong bối cảnh kỷ nguyên số, chuyển đổi số. Rõ ràng những cái sản phẩm số nó liên quan đến truyền thông, công nghệ đang có một cái sức hút, cái sự lan tỏa mạnh mẽ đối với cả cái giới trẻ. Các bạn có thể rằng là học cái này có thể rất là dễ tiếp cận nhiều các cái cơ hội việc làm. Các bạn có thể sáng tạo nhiều các nội dung số. Các bạn có thể thỏa mãn cái đam mê của mình trên cái nền công việc, và tức là vừa tạo ra thu nhập vừa thỏa mãn đam mê. Khi mà các bạn có kinh nghiệm và trải qua cái thời kỳ thực tập thì các bạn sẽ vào vị trí chính thức ở các cái vị trí như là content creator hay là nhà sáng tạo nội dung hay là biên kịch, nhân viên truyền thông nội bộ, thì các bạn sẽ có một cái mức lương dao động từ 8 đến 10 triệu. Và khi các bạn lên ở những cái vị trí cấp cao hơn, ví dụ như là chuyên viên, ví dụ như là leader, trưởng nhóm dự án hay là trưởng phòng, phó phòng, thì các bạn chắc chắn sẽ có một mức lương là từ 10 đến 20 triệu. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có 3 trường hợp ghép thận thành công. Và dưới đây là tâm sự của bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Minh Khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người trực tiếp có mặt trong ekip phẫu thuật. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Với tư cách là một cái người tham gia trực tiếp trong cái ekip ghép thận, thì sau khi thực hiện một cái trường hợp ghép thận mà thấy nước tiểu mà chảy ra thì chúng tôi rất là mừng. Đó là sự mừng đầu tiên luôn. Rồi sau đó sự diễn tiến tốt hàng ngày của bệnh nhân sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Nói chung là rất hạnh phúc luôn. Khi thấy bệnh nhân có thể thấy được sự phục hồi từng ngày, từng ngày, từng giờ luôn, thì bệnh nhân hầu như có thể ngồi dậy ăn cơm. Cái ăn cơm đầu tiên của bệnh nhân là thấy là rất là hay. Chúng tôi rất là vui mừng. Nhờ dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Chợ Rẫy thì từ cái ca hiến thận cho đến cái ca ghép thận đều thực hiện một cách thành công và bệnh nhân có thể trở về cuộc sống bình thường như hàng ngày được. Diễn tiến thì rất là thuận lợi. Nói chung tất cả 3 trường hợp này đến thời điểm này chúng tôi có thể đánh giá là thành công đối với những trường hợp ghép thận đến thời điểm hiện tại. Về kế hoạch sắp tới thì chúng tôi đã có trong tay 2 cặp là cũng là người hiến thận, người hiến sống, vợ hiến cho chồng. Dự kiến thì chúng tôi sẽ tiến hành ghép vào giữa tháng 9, khoảng 19 đến 20 tháng 9 trong thời gian sắp tới. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Theo ghi nhận của báo Lao động, từ chiều mùng 3 tháng 9, tình hình giao thông nóng lên ở cửa ngõ phía Nam dẫn vào Hà Nội khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua bến xe Nước Ngầm hướng vào trung tâm thành phố, từ chiều đoạn đường đã ùn tắc kéo dài gần 1 km. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9, du khách phát hiện tình trạng dầu vón cục dạt vào bờ biển Nha Trang. Thậm chí có du khách chạy bộ vô tình dẫm lên váng dầu.
Ngày 3 tháng 9, ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng dầu vón cục dạt vào bãi biển Vịnh Nha Trang. Liên quan sự việc 12 người lao động, kỹ sư ở Nha Trang bị nợ lương 700 triệu đồng mà báo Lao động phản ánh, ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng 189 đã có đơn cam kết và gia hạn trả nợ, gửi báo Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, công ty sẽ sắp xếp tài chính trong thời gian sớm nhất để thanh toán toàn bộ nợ lương cho người lao động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Tại Masterize Homes, chúng tôi không ngừng kiến tạo những biểu tượng toàn cầu, mang đến trải nghiệm sống quốc tế khác biệt và đảm bảo giá trị tài sản gia tăng bền vững. Với Masterize Homes, tầm nhìn sẽ không có giới hạn. Những cam kết về chất lượng, dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Masterize Homes, nhà phát triển bất động sản quốc tế với giá trị toàn cầu.